Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Vi tính Minh Khang nha. Hôm nay mình hướng dẫn lắp đặt và cài đặt driver cho cái máy in HP 1102. Máy in laser A4 in một mặt. Đây là cái máy in của mình ha. Đây là mở cái này là khay giấy này ha. Các bạn bỏ khay giấy vào đây, giấy rồi đây. Giấy để chuẩn là bỏ vào nha, bỏ giấy A4 vào. Rồi, các bạn kéo cái này gạt vô cho nó chuẩn vô, khít hai bên lại nha. Còn cái này là khay đựa giấy nha, khay đựa giấy ở đây. Còn cái này là hộp mực là ở trong này nha. Đây hộp mực đây. Hộp mực nó là 285A ha. Đó, hộp mực này. Đó. Một lần kẹt giấy là lấy cái hộp mực này ra để lấy này ha. Máy này rất là ít kẹt giấy nhé. Đó, sau khi nó khởi động lên này. Đèn nhấp nháy nguồn này ha các bạn ha. Đây đèn tín hiệu này. Rồi khi nó báo vậy là ok rồi nha. Bây giờ mình in test thử mà không cần cài driver nha. Bạn nhấp cái này 5 cái này. 1, 2, 3, 4, 5. Máy nó khởi động và nó sẽ in test ra một cái bản test nha. Rồi đây là cái bản test in test ha các bạn. Quá đẹp nha. Máy này in rất đẹp, rất là bền nha các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành mình cài cái driver cho nó nha. Tiến hành cài driver cho nó. Đây. Máy tính này ha. Bây giờ mình tiến hành cài driver cho nó. Rồi mình cắm cái USB vô, dây USB vô với dây nguồn vô rồi cắm vô máy tính nha. Rồi sau khi các bạn cắm cái dây USB vào máy nha. Rồi. Thì chúng ta bắt đầu tiến hành cài cái driver cho nó ha. Rồi các bạn vào Google cho mình nha. Rồi các bạn gõ tới driver. HP 1102. Gõ vô, rồi nó sẽ lên nè, cái trang chủ đầu tiên này các bạn. Đây, trang chủ đầu tiên nè ha. Vào cái trang chủ của HP luôn nha, HP support luôn nha. Đây vào HP support. Đây. Nó tự động nó nhận cho mình là cái win bao nhiêu bit nha. Đây là win 16,4 bit này. Đó, thấy không? Các bạn vào phần driver này, thấy không? Driver software này, thấy không? Đó. Các bạn bấm download xuống nha. Đây download đây. Rồi, sau cái đó nó sẽ bấm download ha. Rồi bắt đầu tải về. Cái này mình đang tải bằng cái Internet Download Manager nha các bạn. Còn không bình thường thì nó sẽ tải về, nó cũng tải về trên Chrome á. Thì các bạn cứ mở nó lên thôi ha. Rồi mở lên. Open. Nó sẽ giải nén này nha các bạn. Rồi nó hỏi các bạn có setup không nè. Nó tự chạy luôn nè. Bấm Yes. Rồi. Ví dụ như là thêm cái máy in rồi các bạn bấm Next ha. Rồi cái máy của bạn là gì ha? 11 này, 110 này, CGS này, các bạn bấm Next. Rồi nó sẽ tự cài lên nha các bạn. Này nó đang cài này các bạn. Sau khi cài xong nó sẽ thông báo như thế này các bạn. Các bạn bỏ cái dấu Regit đi ha. Rồi các bạn để print test in Next một cái coi tên test sao nha. Rồi ok. Rồi nó hỏi bạn có reboot không. Rồi chúng ta tiến hành vào trong này kiểm tra xem đã có máy in chưa nha. Vào control panel này. Vào hardware sound này. Device print này. Rồi đây nó sẽ nhận cái máy HP 1102 của mình đây ha. Rồi các bạn set default cho nó để mặc định in này ha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành in test nó thử nha. Rồi kích chuột phải lên nè. Chọn property. Rồi bấm print test. Rồi máy sẽ in này. Đây, test đi nha các bạn. Ok không? Đó, in test rất là đẹp. Rồi. Giờ chúng ta tiến hành mở một cái file lên in thử nha. Rồi các bạn vào file chọn print. Rồi cái HP 1102 của mình này ha.
Rồi, in thử nha. Nhìn rất là đẹp luôn nha. Khi đang in mà bị hết giấy thì sẽ để báo như thế này, cái đèn báo như này nha. Các bạn tiến hành bỏ giấy vô này. À, rồi dỡ cái nắp này lên một cái. Rồi bỏ vô lại. Rồi cái máy nó sẽ khởi động lại và nó tiếp tục in nha. Đó, nó tiếp tục với cái lệnh lúc nãy mình đang in đó, rồi nó sẽ tiếp tục. Ok, quá đẹp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Hãy bấm like, theo dõi kênh của mình nha, để ủng hộ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.